Vấn nạn tìm việc nhẹ lương cao nơi đất khách quê người để rồi sa vào cạm bẫy của những kẻ buôn người không còn quá xa lạ trong thời gian gần đây. Thông tin về vấn nạn này đã được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện báo đài và mạng xã hội. Tuy nhiên, trước làn sóng thất nghiệp như hiện nay thì vẫn không ít thanh niên vẫn nhẹ dạ cả tin rằng có thể kiếm hơn chục triệu mỗi tháng nơi đất khách quê người để rồi dính vào những cái bẫy đã được dăng sẵn. Nó hứa đủ điều hết trơn rồi, làm công việc tốt này nọ rồi sẽ không có gì hết trơn, rồi sẽ hỗ trợ này qua bển đi, rồi nó hỗ trợ ứng tiền này trước kia nữa, không cần lo gì, không cần tiền bạc gì hết trơn. Gia đình thì phải khóc lóc cầu cứu tốn vài chục triệu đồng, thậm chí là hàng trăm triệu để đưa về, và có khi mất đi cả mạng sống nơi đất khách quê người. Người ta nói mình bị lừa mình mới biết. Hôm nay quay trở về lại Việt Nam sau hơn 4 ngày tận biên giới Thái Lan, khi được cha mẹ chạy tiền mượn nợ hơn 100 triệu thì Đặng, một chàng trai nơi đất mũi, đã trở về với đôi chân trần và tinh thần suy sụp, chia sẻ câu chuyện này để cả nhà mình có thể cảnh giác hơn về chuyện tìm việc thông qua mạng xã hội với những lời dụ dỗ ngọt ngào để rồi sập bẫy. Một cách dễ dàng mà làm mà vài tháng được ứng lương tiền này nọ, một cách dễ dàng nhanh chóng, thì đừng có nên, tất cả đều bị lừa qua bển để bán, họ bán cho mình qua công ty khác đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ có dịp tại đây để gặp một nhân vật khá là đặc biệt, đó là em Đặng và anh Thanh. Đặng thì là con của anh Thanh, là quê ở huyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau. Sở vì có cuộc hội ngộ ngay tại đây á, là vì Đặng mới vừa bị lừa bán sang Campuchia với lao động. Vì sao em lại tìm việc làm ở đất nước mà em không biết gì hả Đặng ha? Dạ, mấy ngày trước em ở Sài Gòn cũng làm mà kiểu mà thất nghiệp không có, cũng làm đi làm phục vụ. Xưa giờ em làm phục vụ rồi làm công việc nó không có được, cứ như không có khách nữa, rồi không có việc làm em, rồi chỉ trong người em không có tiền nữa. Em làm đi tìm mấy ngày không có việc rồi, em tính đêm đó là em còn đủ tiền xe về. Đặt xe, em đặt xe với xe ra xe ông Hảo rồi, còn khoảng nửa tiếng nữa lướt Facebook trên điện thoại lướt thì thấy công việc tuyển, cần tuyển phục vụ nam nữ, phục vụ buôn ăn với pha chế, và thấy Lan Văn Cốc làm, em thấy lương cũng khá, gọi là ổn, với bao ăn bao ở đầy đủ nữa. Ngay cái nghiệp vụ của mình là nghề phục vụ nữa, em vô em inbox thì nó nhắn tin cho mình, gọi là kiểu mà nói chuyện, rồi nó điện mình, nó nói chuyện với mình, nó hứa đủ điều hết trơn rồi, làm công việc tốt này nọ rồi sẽ không có gì hết trơn, rồi sẽ hỗ trợ này qua bển đi, rồi nó hỗ trợ ứng tiền này trước kia nữa, không cần lo gì, không cần tiền bạc gì hết trơn. Bây giờ nó không cần kêu mình đưa tiền cho nó gì hết, chỉ cần qua bển, nó hỗ trợ qua bển rồi có ứng tiền về nhà trước nữa. Bởi vì em mới đồng ý, em nói nếu vậy thì khi nào đi, nó nói bây giờ sắp xếp được thì đi liền luôn. Rồi chắc khoảng nửa tiếng sau nó có xe, người xe điện lớn chở em tới Tây Ninh. Tây Ninh chở em tới Tây Ninh rồi khoảng 1 giờ gì đó là chở em, chuyển em xuống một xe ôm khác nữa, chạy qua khúc đường lộ Chinh Đồng, Chinh Lúa ở Tây Ninh đó, là có một cái chốt của công an, mà công an đó nghe tài xế nói là công an đó là cũng mua công an đó mấy triệu bạc rồi mới qua được, là công an mới cho qua. Thì đi khoảng cây số nữa thì thêm một chiếc xe ôm nữa dẫn đường, thêm một người dẫn đường em đi nữa, là hai người, một người dẫn đi trước với một người chở em đi qua tới bên Campuchia, qua tới được Campuchia lộ lớn rồi là chở chuyển sang cho em một người xe hơi, kiểu xe khách, xe lớn chạy em chắc khoảng 3 giờ sáng thì chuyển em thêm một chiếc xe nữa là chạy hẳn qua tới gần tới Thái Lan luôn. Là em tưởng là em coi định vị đó, lúc đầu em coi định vị là tưởng là chuẩn bị tới Thái Lan rồi, tại vì sắp qua biên giới Thái Lan rồi, còn khoảng 2 tiếng nữa là tới Thái Lan. Em điện con cái người mà kim qua đó thì họ nói là sắp tới rồi đó, tầm 2 tiếng nữa. Nhưng mà cái ông tài xế đó thì ổng quẹo vô một đường khác, ổng quẹo vừa quẹo vô khác, ổng kêu đợi ở đi. Thì em hỏi tại sao mà không chạy nữa, thì ổng nói đợi đi, cứ đợi em điện, tới chừng em điện con nhỏ mà kêu em qua đó, nói đợi đi chủ chuẩn bị lấy chiếc xe khác rước mình đó,
Em đợi hồi chỉ có một thằng Trung Quốc nó chạy xe máy nhỏ đó đến kêu em không biết tiếng gì hết trơn á. Rồi nó kêu em lên xe nó vừa vô cổng nó thì nó dẫn vô công ty của nó, rồi em thấy sao cái này không phải, sao vô công ty luôn rồi. Rồi vô đó ngồi nói chuyện, nó kêu ngồi xuống, có con nhỏ phiên dịch viên người Việt mình, nó nói là em biết vô đây làm gì không, em nói đi làm phục vụ, nó nói em bị lừa rồi đó, em bị bán rồi đó. Rồi nó giới thiệu sơ công việc của bên công ty nó cho em, rồi nó nói bây giờ em phải chấp nhận, nếu là làm là phải làm, hoặc không phải kêu gia đình chuộc tiền về mới được về. Rồi thế rồi em hỏi công việc sơ qua thì nó giới thiệu công việc nó là làm từ 10 giờ sáng, 10 giờ đêm tới 10 giờ sáng hôm sau. Nhưng mà thực ra không phải vậy. Rồi bắt làm, lên làm, nó sắp xếp chỗ ở lúc đầu thì nó cũng cho mền, gối mình đầy đủ hết, cho đầy đủ vật dụng cá nhân cho mình hết, chỗ ở đàng hoàng cho mình. Tới dẫn lên làm thì phải thông báo là 10 giờ đêm cho tới là 4 giờ chiều. Làm chừng nào phải mà có khách chừng nào gọi là nó bên công ty nó hết cho mình nghỉ thì nó mới cho mình nghỉ. Mà lên làm thì thấy là không có giống như kiểu mà giới thiệu lúc ban đầu là kiểu mà làm chứ trong vòng cứ vừa vô bắt đầu công việc vừa lên đầy đủ là nó bắt mình hát chừng nào cho mình kiểu mà khe cổ họng thôi nó mới cho mọi người, nó kiểu mà nó kêu mình hát hoài luôn, hát bài nào cũng được, hát dài bài 3-4 bài nhằm chỗ mà hát nhỏ hát yếu quá thì nó kêu hát hoài, chừng nào nó thấy mình kiểu hát to hát lớn thì nó mới cho mình nghỉ. Rồi hát xong thì vô bấm máy tính, nó kêu nó tạo cho mình cả chục ngoài nick Facebook gì đó. Đó, mình rồi kiểu mà mình là người ở bên Mỹ sống, kiểu mình người thành đạt mà mình đi tìm những người mà cũng sống bên Mỹ hay là ở Việt Nam này đó, mình giới thiệu về mình là người đã thành công gì đó để cho tiếp xúc. Lúc đầu nó không kêu mình là lừa tiền liền đâu, mình chỉ kết bạn làm quen với nó thôi, rồi tạo câu chuyện thân mật với tụi nó là mình cũng là người thành công mà nó cũng là người thành công nữa, tiếp xúc những đối tượng mà từ 30 tuổi trở lên đó, để cho những người đó mới có tiền, thật sự là có tiền để mình mới ăn chặn tiền của họ được. Lúc đầu vô là tạo cho em là được 6 cái nick Facebook giả trước, rồi luôn là em làm kiểu mà làm cách tiếng, em thấy em thì không bị đánh mà em thấy nhân viên cũ, các nhân viên cũ kiểu mà cách tiếng mà làm không được thì nó sẽ họp đưa ra ngoài sân thượng, đứng ở trên băng đêm thì đứng ngoài sân thượng ngồi lạnh, rồi thục dầu, con gái thì thục dầu, con trai hết đất. Hết chừng nào mà thằng tổ trưởng là người Việt Nam luôn, nó kiểu mà chừng nào nó cảm thấy là nó muốn cho vô thì nó mới cho vô. Làm rồi kiểu nhầm đứa mà kiểu mà không có làm được hiệu quả, kiểu mà không biết làm, kiểu dạy hoài không được á, nó lấy cái, nó nhận cái đầu thằng mấy người đó vô đập vô cạnh bàn máy tính á, rồi kêu hụt dầu, rồi kêu nói tôi sẽ làm được, kêu mà phải vừa hụt dầu vừa hết đất vừa làm, phải làm trong phòng đó, làm nói hoài luôn, nói chừng nào mà cảm thấy thằng kia nó kêu ngừng mới được ngừng. Cái mẹ rồi em sợ nữa, với em ngày đầu tiên em vô đó em làm thì vừa mệt không được ngủ, mà sợ thấy cái cảnh đó em thấy sợ quá, rồi em xin thì nó cho em vô lên phòng được thời gian đêm đó về thì sáng hôm sau là 4 giờ chiều hôm sau mấy bạn kia mới được về. Thì em tập nội quy là 4 giờ là phải 4 giờ rưỡi là phải tất cả phải lên giường ngủ hết, không được cho bấm điện thoại gì hết trơn. Là ai mà không ngủ sẽ bị đánh, người đó bị đánh. Mà cái người mà đánh là người bạn cùng phòng luôn. Nếu mà mày mà đánh mà cả cái thằng Trung Quốc nó thấy mình đánh bạn mày á, mày đánh nó mà thấy mà kiểu mà đánh nhẹ tay á, sót bạn mình á, thì nó đánh cả hai luôn. Lúc mà em đi á thì họ giới thiệu công việc cho em, thì họ nói là lương bao nhiêu? Dạ, trên mạng là họ nói là 17 triệu cho tới 30 triệu là... Nhưng mà trước đây em đã có coi những cái đoạn clip của anh Phong Bụi hay là của tất cả các bạn hay truyền thông về những việc mà lừa người bán người sang Campuchia mà lao động với lại việc nhẹ lương cao không? Dạ không, em có nghe mà sau lúc đó em không có kiểu là cảm giác là nó nói mình không có biết, là mình đã từng xem qua mình cũng biết rồi mà tại sao lúc đó mình không có cảm nhận được gì hết. Mà kiểu mà nghe theo lời một cách gọi là mắc kiểm soát, không có
không có còn lý trí mà để suy nghĩ gì hết trơn. Cứ heo nó tới bên bển thì người ta nói mình bị lừa mình mới biết. Mình cũng có đề phòng rồi. Dạ. Nhưng mà khi được yêu cầu là mình cứ làm theo như đó, mình mất kiểm soát. Dạ. Và ngày hôm nay á, thì em trở về lại được Việt Nam ngay tại này. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sẽ tới quê hương. Khi đặt chân trở lại Việt Nam sau những ngày bị lừa thì cái cảm xúc của em như thế nào? Dạ rất là em rất vui luôn. Nếu mà cha nhà em mà không chụp em bữa nay mà hồi tối mà không chụp kịp là chắc là bữa nay chắc kiểu mà sống kiểu mà trong trọng nhìn thấy không có, mình không có dám rồi. Với em không có sức khỏe nữa, em thấy nó đánh bằng cây sắt kiểu mà ghe hụt dầu mà nó đánh bằng cây sắt bằng bự bằng cắp tay mình mà nó đánh kiểu mà người Việt mà đánh mà nương tay á. Rồi tụi nó chung mất đánh theo đánh nguyên tổ luôn, nó đánh nguyên tổ kiểu mà em nhìn em kiểu mà mình chưa bị đánh mà mình nhìn thôi mình cũng chịu không nổi nữa. Với trong chổng đồ ăn với mình nó ngọt, nó không cho mình kiểu mà không có thời gian để cho mình kiểu mà nghỉ ngơi hay làm gì cho, cứ bắt mình lao đầu vô cái máy tính suốt, cứ không làm được thì nó sẽ đánh mình. Đối với em chỉ có 4 ngày ở bên đó thôi, nhưng cả một ám ảnh đúng không? Nó như một cái địa ngục, em ngủ không được, em không đi vệ sinh được, em không tắm được, em không dám tắm luôn. Em thời gian em siết đợi người nhà, chỉ cần đợi, không dám ngủ. Lại một lần nữa thì cái câu chuyện này được dấy lên ở dưới ở một cái phương diện khác, có nghĩa là bị lừa theo cái kiểu là lao động vẫn việc nhẹ lương cao, nhưng mà em đi nghe lời theo kiểu mà mất kiểm soát, đi trong đêm rồi đi đường tiểu ngập, đi những cái đường không phải là cửa khẩu chính thống. Ngày hôm nay có mặt ở tại đây á, là Đặng có mặt ở tại đây là được anh Thanh là ba của Đặng cùng với mẹ cô Đặng là vợ của anh Thanh đã nhiều lần, phải nói là nhiều đêm thao thức, thậm chí là có cuộc gọi hôm trước là lúc 1 giờ khuya và Bùi Hồ có liên hệ với Phong á để có thể đưa anh về á, thì anh Thanh đã nói là vì thương con quá nên ngày hôm nay là dù cỡ nào đi chăng nữa cũng phải mượn tiền để mà lo cho con mình về. Như thế nào thì ra sao thì ra sao, nhưng mà xót con quá. Anh Thanh có thể chia sẻ cái câu chuyện mà lúc mà hay tin con mình bị lừa bán sang Campuchia mà gọi nhiều lần liên lạc, và lúc đó chị với anh như thế nào anh Thanh? Thì cái anh lúc cầm... mà cái lúc có 12 giờ là nó điện về, 12 giờ đêm á, nó điện về là nó nói cha kiếm tiền chuộc con đi, cho con về. Thì nó nhắn, mới đầu nó nhắn tin được 1 tiếng mà 2-3 chữ gì đó, rồi nó điện được 2-3 tiếng rồi nó tắt máy, nó kêu kiếm tiền chuộc. Rồi nó cái mà cái gì đó thì cũng sáng đi cả 8 giờ đi cha kiếm tiền cho chuộc con về. Thì anh hẹn nó 8 giờ. 8 giờ cái 8 giờ nó điện nữa. Cái mà nó điện cho này nói chuyện. Thì đặng này nó hỏi cha có tiền chuộc con về chưa? Có tiền kiếm tiền có tiền chưa? Bây giờ kiếm chưa có nữa con ơi. Giờ cha hẹn nó lại mà 12 giờ đi, để cha đi hoàn tiền ra kiếm. Thì hai vợ chồng cũng đi hoàn tiền kiếm, tới 12 giờ cũng chưa đủ nữa. Tới 12 giờ đâu được đâu, là 60 triệu gì đó. Họ thông báo là bao nhiêu tiền anh? Hết tổng cộng đó hả? Tổng cộng là 125 triệu rồi, tổng cộng 125. Rồi cái hai vợ chồng đi kiếm đó là tới 4 giờ mấy, 5 giờ mới được là đủ số tiền đó. Đủ số tiền đó là lúc đó nó cỡ 5 giờ. Rồi giờ hai chồng suy nghĩ nó giờ, nó kêu chuyển cái bản, không chuyển thì là nó không cho con mình về. Con mình thì nó nói là cha chuyển đi sớm thì cỡ 10 giờ đêm đó là nó đưa cho con về. Thì thấy vậy thì bây giờ nằm sợ chuyển thì cũng sợ mất tiền dữ lắm chứ mấy không. Bây giờ làm liều, đánh liều, giờ thương con quá mất giờ đánh liều luôn chứ không có mà suy nghĩ thì sợ cái vụ mất tiền nữa. Thấy vậy chạy ra ngoài tiệm vàng Minh Điềm đó, chuyển là 125 triệu lên cho nó. Rồi thấy gì rồi kêu nó chụp cái niêu lại cho gửi cho thằng con. Rồi là cho mà ngày đưa tôi đi lên là chắc có 7 giờ nhà lên, 7 giờ lên tới, đi lên tới chảm luôn là gần 5 giờ sáng. Mà lúc có 12 giờ đó là nó có điện lại, nó điện lại là nó nói mà ngày điện này nó cha chuyển tiền lên rồi đó mà sao là nó không ấy với con gì hết trơn vậy.
Thằng này nó nói ra mà nó đương coi hồi chiều thì nó không có lấy điện thoại con ấy, nó không có coi. Nó không có tin nhắn. Vì nó đâu cho mà xài điện thoại đâu mà ấy. Tới giác đó là nó mới cho mở điện thoại nó coi. Coi thì điện ngày được. Thì nghĩ đó là có ấn có đâu, có 1 giờ vậy đó là nó đưa cho ngày về. Nó nhận số tiền nó là đưa cho về. Chạy chọt cho nhiều, có nghĩa là vốn nhà mình thì chỉ có 60 triệu thôi. Vốn nhà, phải chạy. Vốn nhà không có triệu nào hết trơn, mượn không. Còn là mượn hết luôn. Mượn hết trơn, không ở nhà là hình như là không có đồng nào luôn á. Đừng cái lúc mà kẹt tiền là không, nhà không có tiền luôn. Đó là tiền đó là 125 triệu đó là mượn bạn bè với mà xưa gia đồ không à. Bây giờ thời buổi rất là khó khăn mà bây giờ số tiền 125 triệu đâu phải là chuyện nhỏ. Và lúc nãy Bùi Hồ có tâm sự với anh thì nói còn thêm 5 triệu để chị tiền đưa từ bên đó về đến cửa khẩu nữa. Còn cái khoảng 5 triệu đó là nó đưa con nó là về tới cửa khẩu một bài đó. Rồi nó đòi qua là chuyển qua đưa qua đó là nó lấy thêm 5 triệu nữa. Lúc trước là cũng có đi làm rồi đó mà vẫn bị lừa. Rồi thêm 5 triệu đó nữa là nó mới cho con mình về. Khi mà hay về được Việt Nam thì anh có điện cho chị chưa? Có. Cái cảm xúc của chị như thế nào? Nó quá vui, nó mừng dữ trời lắm. Hôm đó chị nói, chị điện thoại cho em, chị nói trời ơi Hồ ơi, điện em điện cho Phong rồi coi như thế nào cũng được, chị có thôi được không? Vợ mà nó điện cho cưng đó là khóc lóc dữ trời lắm, nói là nó cầm cái điện thoại là muốn không được luôn mà. Đó là nó điện ngay là tay chân nó rung, cầm điện thoại nó nói chuyện cũng không được luôn á. Thì cũng như gán con vậy thì cũng như gán bằng kiếm tiền chuộc nó chứ giờ lẽ bỏ nó sao. Thì anh thì đánh liều đó, như là cưng đồ là không có đưa kêu ra chuyển tiền trước. Anh thương con quá anh đánh liều luôn. Tại vì chị có hỏi em là coi chừng chuyển tiền trước mà không phải người đó là vừa mất con mà vừa mất tiền đúng luôn. Đúng rồi đó, vừa tiền mất mà tật mang luôn đó, là anh nói giờ thương con quá giờ anh đánh liều luôn chứ không còn mà nghĩ tới mà sợ cái vụ đó nữa. Dạ. Miễn nói miễn chuyển nói tiền miễn không miễn là nói không nhái được nó đổi ý nữa thì chắc cho ngày chết chứ giờ cũng đâu có khả năng kiếm nữa đâu. Ở dưới mình có nuôi tôm nuôi vuông gì không? Có nuôi tôm. Anh đưa nuôi tôm nghiệp ở nhà. Dạ. Giờ bỏ ở nhà đi tôm ở đây cũng ba mấy 40 ngày bỏ ở nhà cho mà chị cho ăn để cho anh bỏ nuôi nó chơi. Nói chung là bây giờ thì chúc mừng anh vì đặng trở về lại đoàn tụ với gia đình rồi. Đây cũng là một bài học quá lớn ha anh ha. Con cá gì đó chứ mà lỡ ra xúc vậy thì giờ bỏ là được đâu được, nó dặn thì dặn cũng có dặn dữ lắm. Thì con cá nó lỡ dưỡng giáp chị thì nó cũng đâu có muốn đâu. Rồi nó đi ra đường thì nó muốn cái này cái kia vụ nó thì giờ nó siêu lòng rồi nó lỡ dưỡng giáp vào hoàn cảnh này thì giờ thì mình cha làm cha làm mẹ thì phải cứ lo cho con chứ lỡ giờ lại bỏ con mình sao. Có giận hờn cả nào cũng gán hoàng kiếm tiền cho cứu con về chứ cho nó về bên đây được thì mừng. Tiền thì từ từ mà kiếm trả lại cho bà con thôi. Con lỡ mắt rồi đâu kiếm được đâu. Thiếu lại 130 triệu. 130, tổng cộng là 130 triệu. Xong. Đặng ơi, nghe ba nói như vậy á, mẹ thì lại điện với em á thì lúc được lúc không. Và mẹ phải nói là mẹ của em khóc rất là nhiều vì em. Thì lúc em nghe mẹ khóc mà không có tiền, thậm chí là mẹ các em có nói một câu là bây giờ tôi phải ra tiệm vàng nằm ở đó để cho người ta cho mình mượn tiền để đưa con về. Thì lúc đó cái cảm xúc của em như thế nào? Đem cái mic xích lên đi. Em nó quá buồn lắm, suy nghĩ tâm lâm hết cho em. Suy nghĩ là bây giờ là suy nghĩ một là điện về cho nhà em biết là nhà em đang khổ, không có tiền, chắc chắn không có tiền rồi. Nhưng mà em nghĩ là khi mà từng tiền còn hơn, nếu mà lấy xét về còn nhiều tiền hơn nữa, mà em bây giờ quyết định là điện về nhà cho biết, nhà biết để cho biết cái hoàn cảnh như thế này. Bây giờ nếu mà mình tự tử ra thì nhà mình không còn, cha mẹ không còn, mà tiền lấy tiền còn đi kiếm còn hoàn tiền mà để lấy cái xác của em về còn nhiều hơn nữa. Rồi em suy nghĩ là điện về nhà thử coi cha mẹ có thể kiếm được không. Nếu kiếm được thì chắc một ngày chỉ cần em mở là nửa ngày nữa chắc con cũng chết, em cũng tự tử cũng chết. Mà nghe mẹ em khóc em xót lắm. Có nghĩa là em đã chịu hết nổi rồi. Dạ.
đúng mà như ở bển người ta gọi như cái địa ngục của Campuchia, kiểu mà một giây một phút kiểu mà sống không nổi luôn, kiểu mà toàn là những họ kiểu mà họ máu lạnh, họ kiểu mà không có tình người luôn, không đó, không có nhân tính. À, qua những ngày sống ở bên đó và mình là một trong những người rất là may mắn thì ba của em á, dòng họ còn có tiền cùng nhau hùng nhau để chung tay để đưa em về đây, thì em có lời khuyên nào cho những bạn mà sau này mà dạng như tìm việc lương cao hoặc là tìm những cái công việc giống như em không? Em có lời khuyên là, và có khi nào mà tất cả mọi người là trên mạng, trên Facebook hay là chắc nền tảng mạng xã hội đó, đều có những cái gì mà thông tin nào mà đăng tuyển mà tìm người, tìm việc làm, việc nhẹ, lương cao mà tất cả các ngành nghề luôn, mà đi sang nước ngoài, Thái Lan, Campuchia hay là tất cả nước nào hết trơn, mà qua không phí, mà dễ dàng qua, mà đi một cách dễ dàng, mà làm mà vài tháng được ứng lương tiền này nọ một cách dễ dàng, nhanh chóng, thì đừng có nên tất cả đều bị lừa qua bển để bán, họ bán cho mình qua công ty khác đó, là mình làm nô lệ cho họ, kiểu mà họ làm nô lệ suốt đời, mà dù mình có làm ra tiền đi nữa, mình có thể có tiền để mình chuộc mình về đi nữa, họ cũng không cho mình về nữa. Nếu họ lợi dụng mình được thì họ sẽ không bao giờ mình về hết trơn. Nên mong mong tất cả mọi người đừng có bao giờ mà tin những lời trên mạng nói. Ngày hôm nay là một đoạn clip mà anh đã chia sẻ trong những cái đoạn clip mà anh cùng với lại Phong á, đưa như bạn Trang á, Phong đưa Trang từ Myanmar về đó, ở đầm dơi của em luôn. Dạ. Và em là một là trường hợp thứ hai mà anh ghi được ghi hình và chia sẻ như thế này. Anh không có hỗ trợ trực tiếp để mà có thể là đưa cho em về được Việt Nam, nhưng mà vì tình yêu thương gia đình, vì ba em, và anh muốn chia sẻ cái đoạn clip này để cho mọi người biết được rằng á, không có công việc nào gọi là việc nhẹ lương cao. Ở Việt Nam người ta nói câu là dù mình về mình sống ở nhà mình, dù trong dù đục thì ao nhà nó vẫn hơn. Rất mong những cái đoạn clip như thế này á, sẽ chia sẻ lan rộng đến tất cả các cô chú anh chị, hãy khuyên nhủ con em mình đừng nghe những lời dụ dỗ ngọt ngào, để ra mình không có biết được cái tiếng gì nè, không biết làm như thế nào mà mình qua đó là sụp bẫy liền. Lúc đầu em có nghĩ rằng là, anh hỏi em cái này nữa ha, em có nghĩ rằng là mình không biết tiếng thì làm sao mình làm ở bên đó được không? Dạ, mình cũng tin tưởng những người Việt của mình tin tưởng những người Việt của mình, đồng hương của mình qua bển đã làm có công việc rồi, họ thể họ làm được, họ thành công, họ có tiền rồi, thì mình tin tưởng họ là người đồng hương với mình, thì sẽ họ không gạt mình đâu, họ sẽ giúp mình. Họ nói những lời ngon ngọt mình cũng tin theo, mình tin lòng người của mình, tin theo người Việt của mình là không gạt mình, rồi qua bển thì họ lại bán mình lúc nào cũng hay. À, lúc trước đây thì họ nói là đi, mình sợ cái từ là đi Campuchia nữa, bây giờ họ lại dùng một cái từ khác là đi Thái Lan. Dạ, đi Thái Lan Bangkok. À, em có biết Thái Lan không? Trong tưởng tượng em có biết Thái Lan không? Em có coi trong phim ảnh thôi, em nghĩ là chắc không, cũng không đến nổi bằng Campuchia. Thấy ba với mẹ khóc, mà phải nói là 1 giờ đêm điện cho anh, mà lúc đó chị phải nói khóc sướt mướt luôn anh hả? Giữ giờ lắm, mình có rồi. Sớm con thì cầm cái điện thoại tới là điện nha, là năn nỉ cầu kêu cầu cứu, điện ra là cái kêu cầu cứu ta, cái chỉ cách nào đó là đường ngay đầu đó cho mình kiếm tiền mình chuộc cái về cho nó về mau. Thì anh nói bây giờ nữ khóc nó làm quá rồi, là nó gối lắm không có tính được, hắn cái gì thì mình từ từ đi, chứ bây giờ giấc này cũng khuya rồi, giờ cũng đâu có làm gì được đâu, để sáng thì rồi tính. Qua cái câu chuyện cô Đặng đó với lại gia đình của anh Thanh là một bài học rất lớn cho mọi người có thể rút kinh nghiệm để mà có thể giáo dục con cái của mình, cũng như là luôn quan tâm nhắc nhở. Đặng thì cũng đi làm thường xuyên ở Sài Gòn, cũng có đủ khôn đủ trí tuệ rồi, nhưng mà vẫn còn bị lừa gạt. Không phải là qua đó ham việc nhẹ lương cao, vì cái bây giờ ở Việt Nam tìm việc cũng rất là khó, nên em mới tìm việc ở một nước khác như vậy. Và không có nơi nào, nói chung là mình ở sống ở trên quê hương mình làm được nhiêu ăn nhiêu ha Đặng ha. À, bây giờ về thời gian tới thì em về Cà Mau em dự định làm gì? Tại em giờ này em chưa có suy nghĩ là làm gì, chứ em còn sợ quá. À, nhưng mà em cũng mong có công việc nào làm, em làm thì em có biết làm về phục vụ này nọ thôi, công việc nào cũng làm được, mà công việc
chỉ cần là có lừa gạt em kiểu mà có lòng người với nhau là được. Anh cảm ơn em đã cùng anh hỗ trợ anh chia sẻ cái thước phim này cho mọi người biết được về cái những cái vấn nạn mà lừa người bán sang Campuchia hay là một số nước khác gì á. Nói chung là anh cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em đã về lại Việt Nam cùng với đoàn tụ với gia đình của mình, với lại mấy bác, mấy cậu của mình. Thôi về thượng lộ bình an. Và có dịp về Cà Mau anh sẽ điện thoại cho ba em và liên hệ đến nhà em chơi ha. Cảm ơn em rất là nhiều. Chúc mừng anh Thanh. Dạ. Cũng cảm ơn cơ nghe. Dạ.